12. Phẩm Bồ Tát. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cái gọi là Bồ Tát ý nghĩa đích thực là gì? Phật bảo: Thiện hiện không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực của Bồ Tát. Vì sao? Thiện hiện vì Bồ Đề chẳng sanh, Tát Đoà chẳng có, nên không có ý nghĩa đích thực là ý nghĩa đích thực của Bồ Tát. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của dấu chân chim trong hư không, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của sự như huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của cảnh mộng, ý nghĩa đích thực của bóng nước, ý nghĩa đích thực của bóng sáng, ý nghĩa đích thực của hoa trong hư không, ý nghĩa đích thực của ảnh tượng, ý nghĩa đích thực của tiếng vang, ý nghĩa đích thực của ảo thành, ý nghĩa đích thực của trò biến hóa, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của chân như, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của pháp giới, ý nghĩa đích thực của pháp tánh, ý nghĩa đích thực của pháp trụ, ý nghĩa đích thực của pháp định, ý nghĩa đích thực của sự chẳng hư vọng, ý nghĩa đích thực của sự chẳng đổi khác, ý nghĩa đích thực của tánh ly sanh, ý nghĩa đích thực của tánh bình đẳng, ý nghĩa đích thực của sự thật tế, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Lại nữa, thiện hiện như ý nghĩa đích thực sắc của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của thọ tưởng hành thức của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực nhãn xứ của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực sắc xứ của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của thanh hương vị xúc pháp xứ của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực nhãn giới của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực nhĩ giới của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực tỷ giới của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực thiệt giới của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực thân giới của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực, ý giới của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực địa giới của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của thủy hỏa phong không thức giới của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực thánh đế khổ của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của thánh đế tập diệt đạo của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực vô minh của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực bốn tịnh lự của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của bốn vô lượng, bốn định vô sắc của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực bốn niệm trụ của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực pháp môn giải thoát không của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Hết quyển thứ 45.